Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 -7889. Hiện nay tại tiệm McDonald's có tham gia hai bánh sausage hay chicken McGriddles chỉ 3 đồng 50 cent. quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà phê sáng với Nhi Huyền và Lê Thái. Và ngày hôm nay như đưa đến tin một bản tin cho quý vị nào mà quý vị nào work from home, không tức là làm việc ở nhà, không phải đi đến office thì mình phải làm sao để cho cái office mình nó cảm thấy rất là comfortable thưa phải quý vị và nó thoải mái ngồi ghế rồi khi mình làm ở trên công ty thì dĩ nhiên mình không có được thoải mái bằng nhưng khi ở nhà thì mình mua những cái đồ vật nào làm cho thoải mái để thư giãn để giảm bớt cái căng thẳng trong lúc mình làm việc thì đây là một trong những cái bàn đó là cái bàn cân thưa quý vị cái bàn cân này có có cái vấn đề nó có cái lợi ích gì nó gọi là cái cân bằng uh, flussten là dùng để bảo ổn định cơ thể giảm bớt căng thẳng rồi bên cạnh đó cũng tập cho cái cơ thể mình giữ vận động và thăng bằng và khi quý vị nghĩ một chút thì lên đó đứng để và cái cân này thì giữ cái thăng bằng cái cơ thể của mình và làm cũng rất là thoải mái nhìn thì rất là đơn giản như vậy nhưng quý vị cứ làm thử thì sẽ cũng rất là thích và bên cạnh đó cái bàn phím cái bàn cái computer của quý vị thì nhớ có cái đồ lót tại vì nếu mà quý vị uống nước nè hoặc là có con cái gì nhảy tới thì bấm tùm lum tà la hết hoặc là nước văng lên thì nó làm dơ những cái bàn phím của mình và cái thứ hai là và khi mà mình ăn nữa thì những cái đồ vụn nó rớt xuống quý vị cũng thấy nó rất là dơ mà cái đó nó rất nó tạo ra những cái virus và rất là dơ thưa quý vị thường thường cái bàn phím của nhi là như không thích để cho nó bị vụn hoặc kể cả những cái bàn phím ở nhà bình thường cũng vậy nó rơi hoặc là bụi rất là nhiều và nó động lại trong đó nó rất là nó xảy ra những cái vi khuẩn và cái thứ hai là trên cái bàn việc làm việc của mình thì mình bỏ một cái chậu hoa nó rất là đẹp thưa quý vị nhất là cái chậu hoa vô cây xương rồng như vậy cũng nhiều loại thì tùy theo quý vị mỗi người thích thì nó nó rất là dễ thương như quý vị cũng thấy ở trên cái màn hình như vậy nó rất là thanh tao nữa thưa quý vị và cái thứ hai đó là cái cấp cái cấp này là nó giữ nhiệt cho buổi sáng mình uống cà phê hoặc là mình uống trà mình cảm thấy rất là thoải mái khi mà mình uống hoặc là mình ngồi ở trên meeting thì cái cốc trà này nó giữ nguyên ngày rất là tốt thưa quý vị và cái thứ hai đó là cái bàn phím của mình bên cạnh đó là cái wireless tức là khi mà cái phone của mình thì mình không có để dây dở nhiều ở trên cái bàn cái cái bàn làm việc của mình thì cái wireless tức là nó không dây thì nó tạo cho cái bàn làm việc của mình nó đẹp và nó ổn định hơn và nó nhỏ hơn và cái này là cái quan trọng khi quý vị ngồi nhiều trên bàn làm việc thì cái này nó bảo vệ cái lưng của mình và cảm thấy rất là thoải mái và nó giữ thăng bằng nữa để mà không bị đau lưng nhiều người làm việc ở nhà nhiều quá mà làm nhiều quá thì dễ, dễ xảy ra bị đau lưng và bên cạnh đó cái này là cho mùa đông nếu quý vị nào mà cảm thấy lạnh hay gì thì mình bỏ cái heated pack pad này này thưa quý vị ở trên Amazon có bán và cũng rất là hữu ích cho những ngày mùa đông và bên cạnh đó có một cái notebook nhưng mà cái notebook này không phải là bằng giấy đâu tại vì mình bảo vệ môi trường mà thưa quý vị mình làm viết trên giấy rồi mình dục đi thì cái notebook này là bằng iPad nó bằng à, bằng pad book nó bằng điện tử thưa quý vị, quý quý vị viết, quý vị có thể xóa đây viết rồi xóa đi bằng cái viết và cái bút nó rất là lợi. Nó rất là tiện lợi cho cái thời đại bây giờ, mình khỏi phải, phải dùng giấy. Và bên cạnh đó cái cái ghế lót để mà ngồi nếu quý vị không ngồi trên cái ghế nó đau quá thì lót ngồi nó rất là êm thưa quý vị. Thì đó là một trong những cái mẹo để mà làm việc ở nhà, khi làm việc ở nhà hoặc là trong cái bàn office của quý vị cũng vậy. Rất là ích lợi ha khi mà chúng ta làm việc ở nhà mà có những cái vật dụng này, những cái dụng cụ này để mà hỗ trợ cho chúng ta trong vấn Quả đề chúng ta làm việc thì chúng ta không lo lắng về rất là nhiều về cái sức khỏe cũng như là đôi lúc của chúng ta cảm giác rất là thoải mái làm việc ở nhà cũng có cái mệt mỏi của nó đó có chứ, đôi lúc rất của chúng mệt ta ngồi ngồi nhiều hay là làm cho chúng ta có thể là chúng ta thụ động đi, có ừ. thể làm cho cái sức khỏe mà về cái uh, tinh thần làm việc của chúng ta nó bị xuống cấp. Đúng. Thật là chúng ta cũng nên áp dụng những cái mẹo này cũng như là mua những cái vật dụng này để mà áp dụng trong cái đời sống sinh hoạt làm việc của chúng ta ngay tại nhà thưa quý vị. À, một thông tin tiếp theo lời thái xin gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Như quý, uh, quý vị cũng đã biết thì từ xưa đến nay tất cả các nhà khoa học là những người làm trong cái công tác là <laughs> nhân bản hoặc là người ta lấy lại những cái phôi thai những cái tinh trùng hoặc là những cái phôi thai tế bào của những cái người đã khuất hoặc là những cái con vật mà từ thời tiền sử này nọ hoặc là những cái con vật mà nó đã bị tiệt chủng để người ta uh, trong cái công tác là nhân bản những con con thú đó để cho nó còn hiện diện ở trên thế giới này và ngày hôm nay lê thái đưa đến quý vị một cái thông tin cực kỳ hay thưa quý vị ở nhật bản à, thưa quý vị các nhà khoa học ở nhật bản người ta vừa mới tạo ra một cái lứa chuột nhân bản thưa quý vị vô cùng khỏe mạnh và có khả năng sinh sản mà người ta nhân bản những cái con chuột này thưa quý vị không cần tế bào tinh trùng hay là từ trứng của những cái con chuột khác một số nhà hoạt động của con người người ta đang trực tiếp giết chết hoặc là phá hủy môi trường sống của những cái loài động vật và khiến cho những cái loài động vật đó nó bị tuyệt chủng với tốc độ báo động và cái nhiều lần uh, nhiều loài thưa quý vị người ta đang cần đến các hỗ trợ của nỗ lực bảo tồn và nhân giống mới để có thể mà duy trì cái sự tồn tại và phát triển của những cái loài này trong đó là cái nỗ lực mà người ta phát triển nhân bản tuy nhiên thì nhân bản nó rất là tốn kém và có thể thất bại uh, cái thông tin di truyền thưa quý vị nó cũng được lưu trữ ở cái nhiệt độ cực thấp và khi mà xảy ra cái sự cố mà mất đi Điện, hoặc là những cái sự cố khác nó với tủ đông đó thưa quý vị thì có thể là vật liệu di truyền nó sẽ bị phá hỏng ngoài ra thì nhân bản nó còn phụ thuộc vào cái việc mà chiết xuất những cái tinh trùng khỏe mạnh hoặc là những cái tế bào khỏe mạnh đây là một cái nhiệm vụ không bao giờ mà dễ dàng và cái nghiên cứu mới này của Nhật Bản đã được xuất bản trên tạp chí là Nature hôm ngày 5 tháng 7 vừa qua đã các nhà khoa học người ta đã chứng minh được cái tính khả thi của việc mà người ta nhân bản những cái con chuột này chỉ bằng những cái tế bào rất là đơn giản đó là tế bào soma không phải tế bào tinh trùng hay là cái tế bào mà à, trứng nữa mà đây là một cái tế bào được đông khô À, các kỹ thuật viên người ta nhân bản là ta đòi hỏi là phải tách các tinh trùng hoặc trứng hoặc là người ta à, dùng những cái phương pháp giống như là tách những cái tinh trùng và trứng của con tê giác trắng phương Bắc cuối cùng mà nó còn hiện diện trên trái đất và người ta lưu trữ lại dài hạn cái những cái con tinh trùng này và phôi đến khi mà nó có thể được đưa vào một cái con cái khác và trong một cái nghiên cứu mới thì chuyên gia Teruhiko Wakayama cùng đồng nghiệp ở trường đại học Yamanashi đã sử dụng các tế bào soma đông khô thưa quý vị để mà người ta cung cấp cái vật liệu di truyền cần thiết cho việc mà nhân bản những cái con chuột này. Và đây là một cái vấn đề mà vô cùng khó khăn trong thời gian vừa qua và nó đã diễn ra uh, thành công và phục hồi nhân bản bộ phận hoàn toàn thành công từ những cái uh, di truyền cần thiết để tạo ra cái phôi thai, uh, cái phôi nang đang ở phát triển ở giai đoạn sớm nhất của những cái con chuột này. Và đây là một trong những cái nghiên cứu mới đánh dấu một cái cột mốc quan trọng trong việc mà các nhà khoa học người ta nhân bản nhưng vẫn có những cái hạn chế thưa quý vị. Và đông khô để gây ra nhiều cái tổn thương DNA hơn so với các phương pháp mà truyền thống như là cái việc nhân bản tế bào soma nó có thể dẫn đến là dị tật bẩm sinh ở những cái con mà được nhân bản vô tính ra và những cái vấn đề đề này nó sẽ được giải quyết mà trước khi các nhà khoa học người ta sử dụng chúng để mà cứu tất cả các loài động vật mà đang bị đe dọa cũng như là đang gần ở trên nguy cơ bị tuyệt chủng và hy vọng rằng thì ở trong vấn đề mà người ta bảo vệ những cái loài tuyệt chủng đó thì cái nghiên cứu này nó sẽ giúp ích được rất nhiều cho khoa học Cảm ơn Lê Thái. Lê Thái có bao giờ mà có những cái nụ hôn mà nhớ đời luôn, tức là dĩ nhiên là mình hôn nhiều lần rồi phải không thưa quý vị? Mình có hôn cái này, hôn ba, hôn mẹ, hôn nhưng hôn mà... Hôn cái này, <laughs> em, tự, em tự chỉ nói là hôn cái này, hôn cái kia chứ hết rồi. <laughs> tức là ở hôn cha, hôn mẹ, hôn dạ. bạn, và tất cả những hôn cái nụ hôn yêu. Mỗi cái hôn người yêu, nhưng mà cái nụ hôn người yêu, cái nụ hôn mà nó nhớ đời luôn. Đầu thường đời. thường là nó không có xảy ra nhiều đâu quý vị, một lần thôi hoặc là hai lần. Hả? just one time <cười> <cười> only one time đúng rồi nghe lời thái ngồi rồi quý vị có vẻ là ý. rành lắm thưa quý vị chắc là là quá rành rồi thì ở trong tivi cũng vậy ở trong TV mà đó là chỉ là những diễn viên thôi phải không quý vị cho hỏi không phải là cái đời cái nụ hôn thật sự nhưng mà họ diễn y chang thiệt như vậy thì họ tạo ra những cái nụ hôn mà coi như là trở thành một trong những cái icon một trong những là hình ảnh mà nhớ đời cho tất cả mọi người luôn đó là cái bộ phim này khi mà người lính hôn một người y tá mà đó chỉ là bộ trong bộ phim Kissing the World Goodbye thưa quý vị qua là cái nụ hôn coi như là nó thật sự mà không thể tưởng tượng được làm cho mình cảm xúc rất là nhiều cái nụ hôn mà làm cho con người ta cảm xúc luôn và cái thứ hai đó là cái bộ phim này quý vị của ai rất là nổi tiếng và rất là dễ thương gọi là notebook thưa quý vị Noah và Ali cũng là đây cưới nụ hôn mà hai người này đầy cảm xúc khi quý, quý vị coi cái bộ phim mà kể cả những cái hình ảnh mà cô nhìn cái hình thôi thì quý vị cũng đã thấy nó đầy cảm xúc trong cái 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 cái, cơ thể của mình nó rất là emotion và cái thứ ba đó là cái một trong đây là một trong những bộ phim này nữa đó là Rachel McAdam và Ryan Gosling trong cái phim Notebook 2 thưa quý vị đã được MTV Movie Awards họ đóng tức là hai người này họ không đết với nhau mà họ đóng y chang thì y chang như họ đã nhập pha một cách quá hạn quá hay luôn thì chỉ có phim Mỹ thì quý vị cũng thấy ở nước ngoài là thấy những cái hình ảnh như vậy mà nó trở thành là một trong những cái nụ hôn cái hình ảnh rất là nổi tiếng và nhớ đời cho tất cả khán giả luôn và cái thứ hai ồ cái này là đời thiệt thưa quý vị đó là Prince Harry và Meghan Markle hai người này cái tình yêu của hai người này cũng rất là thú vị và cũng có trải qua rất là nhiều khó khăn mà khi họ đi ra ngoài public để họ hôn nhau thì cái cái nụ hôn của họ nó quá thật luôn chứ không chỉ là cái nụ hôn giả để làm à, làm màu cho cho mọi người thấy mà thôi thì đây cũng là được vô và cái thứ hai đó là Prince William và Kate uh, Milton cũng vậy thưa quý vị cũng là một cái nụ hôn cũng rất là đẹp nhưng mà Nhi vẫn thích cái nụ hôn của uh, Prince Harry với Michael và đầu tiên hơn trong những phút cuối cùng của cà phê sáng thì chị có thể cho em xem lại cái nụ hôn đầu tiên mà trên hình mạng lúc mà đầu tiên chị cho cái quý vị trong chiến, nhận. Trong thế giới chiến tranh đó Dạ đúng rồi. Đó. Đây em gọi là cái nụ hôn San Diego thưa quý vị <laughs> Wow. chị hiểu lý do tại sao không? Dạ, không. Dạ, thích thì à, Nếu như quý vị đấy. nào có đi San Diego ngay chỗ cái chỗ mà tàu tàu chiến mà USS Midway ấy, thì quý vị sẽ thấy một cái tượng mà như thế này nó sẽ chị nhớ, nhớ đúng không? Dạ, ồ, đây bà, là một cái biểu tượng dạ. của một cái tình yêu mà của một cái người lính hải quân mà chuẩn khi mà và dạ, ừ. chuẩn bị sắp đi xa và chúng ta thấy rằng đây là một cái biểu tượng mà cái nụ hôn vô cùng lãng mạn và động cháy mà chỉ có ở thành phố San Diego nơi ngay chỗ mà cái biểu tượng đó mà chúng ta chụp hình rất là nhiều thưa quý vị. Dạ. À, cảm ơn chị Như Huyền và cũng cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi dõi chương trình cà phê sáng cuối tuần của Như Huyền và Lê Thái ngày hôm nay một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua và tiếp tục ủng hộ uh, cho những cái nhận xét thật là tích cực cũng như là uh, đóng góp ý kiến uh, cho Như Huyền và Lê Thái để cho chương trình cà phê sáng ngày một tốt hơn đúng chị Như Huyền? Đúng rồi, cảm ơn quý vị, chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ. Như Huyền và Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai.